Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 10484 ra ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương của công ty cổ phần sân golf BRG, công ty con của công ty cổ phần tập đoàn BRG. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khu vực đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, có diện tích trồng rừng phi lao, keo và xoan. Trong khi đó, theo quy định tại điểm 4 khoản 1, điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7, 2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11/2018 của Chính phủ đối với dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng, thì chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng là một nội dung trong chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Bên cạnh đó, khu vực đề xuất thực hiện dự án là khu vực ven biển và giáp ranh với cửa sông Yên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, hồ sơ chưa đánh giá các thông số về cao độ địa hình tự nhiên, mực nước lũ lớn nhất của sông Yên tại khu vực. Vì vậy, chưa có cơ sở xác định phạm vi bãi sông tại khu vực đề xuất dự án.